Bản nhạc bức tường vẫn giữ nguyên sức hút sau gần 30 năm. Đêm nhạc mang tên Trở Về Bông Hồng Thủy Tinh đã bùng cháy với sự xuất hiện của ban nhạc bức tường cùng Phạm Anh Khoa và Dương Trần Nghĩa. Đúng như thông tin trước đó đã được hé lộ, anh cả của dòng nhạc rock đã có mặt trên sân khấu nổi tại Vịnh Hạ Long. Sự kết hợp của bức tường cùng ca sĩ Phạm Anh Khoa và Dương Trần Nghĩa đã đem đến cho du khách đêm nhạc cháy hết mức với những bản nhạc bất hủ. Đêm diễn không chỉ mang đến những cảm xúc đặc biệt của thứ âm nhạc đầy gay góc mà còn là một câu chuyện nhiều cảm xúc được bức tường kể trên nền nhạc rock. Những ca khúc như Mắt Đen, Cơn Mưa Tháng Năm, Bông Hồng Thủy Tinh chính là những điều mà bức tường muốn truyền tải với ý nghĩa. Đây là những điều mà mỗi con người sẽ có lúc phải trải qua trên hành trình của mình. Phạm Anh Khoa là một nhân tố luôn đồng hành cùng bức tường trong mỗi chương trình rock. Giọng hát đặc trưng cũng đã dần khiến khán giả yêu rock quen thuộc với sự xuất hiện kề cận của anh với bức tường. Bà xã của Phạm Anh Khoa cũng xuất hiện trong đêm nhạc này, cô lặng lẽ ngồi bên dưới nhìn chồng và đồng đội rực cháy trên sân khấu. Ngoài ra, đêm nhạc Trở Về Bông Hồng Thủy Tinh còn chứng kiến sự xuất hiện của ca sĩ Dương Trần Nghĩa. Dương Trần Nghĩa chia sẻ, bản thân mình hay bức tường không phải lần đầu tiên kết hợp với nhau trên một sân khấu. Thế nhưng hát trên một sân khấu đặc biệt như thế này, ngay giữa Vịnh Hạ Long khiến Nghĩa cảm thấy rộn ràng và vui hơn bao giờ hết. Và trên sân khấu này cũng là lần đầu tiên Nghĩa và anh Khoa hát chung một bài nhạc. Thật sự tuyệt vời. 500 khán giả có mặt trên du thuyền Ambassador Cruise cũng đã tận hưởng một đêm nhạc trọn vẹn. Điều này đã chứng tỏ sức hút sau gần 30 năm của bức tường không hề thuyên giảm. Sự hấp dẫn của âm nhạc mà bức tường chinh phục luôn là những điều tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Hầu hết khán giả đã đứng lên hát, nhảy theo những giai điệu của bức tường và hòa mình trong một không gian nóng hơn bao giờ hết trên du thuyền.